Cái kim quýt đẹp quá nhỉ. Đây, kim quýt đây. Cây mình sẽ phát đổ. Quá mịn. Nhiều cây đẹp quá. Nó rộng rộng tí thì chui vào. Nhiều cây lắm các bạn. Quá nhiều cây luôn. Trong nhiều chật không vào được. Nhiều cây đẹp lắm. Chắc quay được mấy cây ngoài thôi. Đấy. Đó là cây mỹ mãn. Đẹp quá. Cái kim quýt này biết để bao nhiêu anh? Anh có biết giá? Anh Quân ơi. Anh Quân ơi! Đây. Nó hỏi cây này. Thôi kệ, bác cứ ngủ. Xem quay đi hỏi giá bác cây. Xem có bác nào bác thích thì bác ra lấy. Đi xem trái đẹp quá nhỉ. Xem núi. Chật không vào được. Cái kim quýt này để bao nhiêu đây? Cái kim quýt này để bao nhiêu? 45 triệu. Đẹp quá nhỉ. Để dưới đất này. Nó quệt vào dưới quả. 45 triệu. Khủng ghê đấy. Toàn cây đẹp. Được phép quay mấy cây đẹp đẹp của anh nhé. Một số anh em quan tâm nó ra nó lên nó lấy. Cái kim quýt được quá. Cây giấy Mỹ này quá mà không vào được. Đó. Giấy Mỹ. Giấy mình sao khủng thế này. Thank you.
không quay xa được. Cứ ước lên ngọn. Thích cái cây quýt nhỉ. Quả rồi. Đơn hết khủng. Trong nhìn nhiều cây đẹp lắm nhưng mà không phải. Từng khối cổ thụ đây này phải gần 3 mét cả chậu. Độ tuổi thì không biết. Đấy, có xe quá già. Cổng chào xanh rất là bề thế.
rất đều, làm rễ rất đều. Anh em lối vào các bác, nó lồng chồng không vào được, chỉ quay một số cây như thế thôi. Hẹn gặp các bác clip sau nha.